Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người cho em Toàn gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Mọi người, hôm nay em Toàn có một em đĩa của Kutani đây mọi người. Rất là đẹp luôn. Vẽ hạc và cây tùng và có một vị thần kim quy. Có sông nước. Mời tất cả quý anh chị xem đây, em đo kích thước cho các bạn. Mặt của nó là 41 này mọi người. Mặt 41. Đây, chiều sâu của em xem chiều sâu nó bao nhiêu. Chiều sâu nó khoảng 6 nhá mọi người nhá. Em nhìn như này khoảng 6 ấy. Người. Chiều sâu như trước này em đang đo như này là nó 5,5 nhá mọi người nhá. Chiều sâu của nó là 5,5. Họa tiết vẽ tay rất là đẹp luôn, đặc biệt cái chuyện nó rất là đẹp luôn, em nhấc ra cho các bác xem. Đó, chuyện nền đỏ vẽ vàng này mọi người, đấy thấy chưa, chuyện cũng vẽ vàng luôn. Kutani con này nó có hai chuyện nhá mọi người nhá, một cái là đây là chuyện chìm này, đấy, đây là chuyện chìm, còn đây là cái này là chuyện ký này, đóng vẽ vàng này rất là đẹp luôn. Có ba cái chống chôn để trước khi làm, và bốn cái nhé mọi người nhé. Chỗ này cũng một cái thôi, chỗ này thôi bỏ qua đi, chỗ này không phải, đây có ba cái đây mọi người, ba cái chống chôn đây. Đấy rất là đẹp luôn, họa tiết đây mọi người, hạc này vẽ vàng này mọi người này, những chấm này là chấm vàng này, những trên đầu con hạc này là cũng vẽ vàng luôn này, những chấm bi này chấm vàng này. Đấy, rất là đẹp luôn, sông nước này mọi người này, viền xung quanh viền này là toàn bộ là vẽ vàng nhé mọi người nhé, rất là đẹp luôn. Cái chiếc đĩa này quá chất luôn các bạn, nó hai triện luôn, không phải một triện nữa, là một triện chìm luôn, không thể triện ký thì bảo là có thể ký được, thì triện chìm thì làm sao mà để làm được, phải không các bác? Đấy, các bác thấy chưa, đây là có một chú hạc, vị thần kim quy này, có 1, 2, 3, 4, 5 chú hạc này, 6, 7 chú hạc này, rất là đẹp luôn. Ở những cái chỗ này, những cây tùng này, những chấm chấm này là toàn bộ chấm vàng ấy mọi người, chấm nổi khối lên nhé, sờ tay là nó ráp vào tay nhé. Đây, những cái chỗ này chấm vàng nổi hết lên đấy. Đấy, các bác nào mà xem ưng ý chiếc đĩa này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Một em đĩa thì quá khó tìm luôn các bạn, không phải là quá khó tìm mà để tìm được những chiếc này rất là khó luôn, vì hàng nó rất là đẹp luôn, VIP. Đấy, thôi em Toàn xin phép và kết thúc video đây mọi người ơi. Nếu mà mọi người ai mà ưng ý thì mọi người cứ liên hệ em Toàn. Thôi em xin chào mọi người nhé.